Khi phải chứng kiến cảnh chia ly từ biệt của những người thân quen, ai cũng bùi ngùi tiếc thương. Nhưng đây có lẽ là một cuộc chia ly đau lòng nhất từ trước cho đến giờ. Nhìn người chồng, nhìn những đứa con thơ, nhìn bố mẹ hai bên, nhìn anh chị em của chị Maria Đỗ Thị Hiền, họ đang gào khóc rất là thảm thiết. Vì chị đã mãi mãi ra đi, họ thương chị, thương cho chị vì tuổi đời chị còn quá trẻ, 31 tuổi đời. Thương cho chị vì chị ra đi, để lại người bạn đời và hai đứa con thơ dại. Thương cho chị vì bao năm chị vất vả, phấn đấu trong học tập, để trở thành một người giáo viên. Và chị đã trở thành một người giáo viên dạy giỏi của huyện. Tương lai của chị đang hứa hẹn những điều rất tốt đẹp. Thương cho chị vì chị là một tín hữu đạo đức tốt lành, là một công dân tốt, nhưng do căn bệnh quá hiểm nghèo mà chị đã phải vĩnh viễn ra đi. Em ơi, kể từ khi chúng mình yêu nhau và lấy nhau cho đến giờ, chúng mình luôn gắn bó bên nhau. Giờ em bỏ ra đi, để lại anh với ngôi nhà thiếu vắng bóng em. Căn nhà này từ nay sẽ trở nên lạnh lẽo lắm em ơi. Mọi khó khăn vợ chồng mình đều vượt qua. Đến lúc cuộc sống ổn định thì em lại ra đi. Mọi chuyện vui buồn vợ chồng mình cùng chia sẻ với nhau, bàn bạc với nhau. Nay em ra đi rồi thì anh biết bàn bạc, anh biết tâm sự với ai. Mọi khi vợ chồng, con cái còn quấn quýt bên nhau. Nay em ra đi rồi thì còn đâu những giây phút vợ chồng mình vui vẻ bên nhau nữa em ơi. Lấy ai chăm sóc cho các con từng miếng ăn giấc ngủ đây? Lấy ai dạy dỗ nuôi nấng các con khôn lớn trưởng thành? Rồi đây bố con anh sẽ phải sống thiếu vắng em, thiếu hơi ấm của người vợ hiền. Các con thiếu tình yêu thương của người mẹ. Các con còn nhỏ lắm em ơi. Các con đang rất cần sự chăm sóc dạy dỗ của em. Thế mà em ra đi chẳng nói một lời. Em đi rồi cây cũng tàn rũ lá, chim rời cành chim buồn bã bay đi. Anh nhớ em dù biết chẳng được gì, mưa hay bụi làm ướt mi cay mắt. Em đi rồi chắc tình xưa phủi sạch, không nhớ nhung không xe sắt trong lòng. Em đi rồi giữa trời đất mênh mông, anh lặng lẽ đi về không định hướng. Em đi bỏ lại mối tình sầu, đơn côi một bóng anh cô nẻ. Phương đó bây giờ em có hay? Em đi để lại hai đứa con thơ dại, bỏ anh lại cảnh bơ vơ. Rồi đây trên bước đường vạn lý, anh sẽ cùng các con mãi nhớ em. Ngủ đi em giấc ngủ dài vô tận, cho hồn em thanh thản bước ra đi. Anh và các con thương nhớ mãi đong đầy, nhớ về em người vợ hiền yêu quý. Cáo phó. Chị Maria Đỗ Thị Hiền, sinh ngày 1 tháng 5 năm 1989, thường trú tại xóm Hoành, xã Giao Xuân, huyện Giao Thủy, tỉnh Nam Định. Chị chẳng may bị mắc căn bệnh hiểm nghèo. Mặc dù chị đã được gia đình, các y bác sĩ tận tình chăm sóc cứu chữa, nhưng vì căn bệnh quá hiểm nghèo, chị đã không qua khỏi. Chị đã về với Chúa vào hồi 9 giờ 15 phút. Ngày 20 tháng 11 năm 2019, tức ngày 24 tháng 10 năm Kỷ Hợi, chị hưởng dương 31 tuổi. Xin quý cộng đoàn hãy cùng hiệp ý để dâng lời cầu nguyện cho linh hồn Maria. Chúng con cậy vì danh Chúa nhân từ,
xin cho linh hồn Maria được lên chốn nghỉ ngơi. Hằng xem thấy mặt Đức Chúa Trời sáng láng vui vẻ vô cùng, amen. Lạy Chúa, chúng con xin dâng linh hồn Maria trong vòng tay yêu thương của Chúa. Xin Chúa hãy tha thứ mọi lỗi lầm. Xin Chúa mở cửa thiên đàng để sớm đón nhận linh hồn Maria về bên Chúa. Lạy Chúa, xin Chúa ban sự bình an. Xin Chúa an ủi cho những người thân yêu của chị. Xin Chúa lau khô những giọt lệ buồn. Xin Chúa thêm sức mạnh để những người thân yêu của chị nhanh chóng vượt qua nỗi đau thương mất mát lớn lao này. Chị Maria Đỗ Thị Hiền sinh ngày 1 tháng 5 năm 1989 tại phố Đông, thị trấn Liễu Đề, huyện Nghĩa Hưng, tỉnh Nam Định. Chị sinh ra trong một gia đình công giáo đạo đức, cần cù lao động, hiếu học và giàu lòng yêu quê hương, mến Chúa yêu người. Cũng tại mảnh đất quê hương Nghĩa Hưng, nghĩa tình này, chị đã lớn lên trong vòng tay yêu thương của gia đình. Sự dưỡng dục của cha mẹ, sự đùm bọc của anh chị em trong dòng họ, cùng với tình cảm của làng xóm quê hương và cộng đoàn giáo xứ đền thánh Liễu Đề, tuổi thơ của chị gắn liền với mái trường tiểu học, trường cơ sở thị trấn Liễu Đề, rồi trường phổ thông trung học A Nghĩa Hưng. Không phụ công cha mẹ cao dày, luôn động viên chăm lo, vun đắp, cùng với sự chăm chỉ, nỗ lực của bản thân trong học tập tu dưỡng, nên ở các cấp học, chị luôn đạt danh hiệu học sinh giỏi và học sinh tiên tiến xuất sắc. Từ tháng 9 năm 2007 đến tháng 6 năm 2010, chị thi đỗ và vào học tại khoa sinh hóa, trường cao đẳng sư phạm Nam Định. Những năm tháng thanh xuân dưới mái trường này, chị đã tích cực học tập, nghiên cứu khoa học, trau dồi kiến thức và chuyên môn nghiệp vụ để vững vàng trên con đường phía trước. Rồi chị làm giáo viên trường trung học cơ sở xã Nghĩa Châu, Nghĩa Hưng, tỉnh Nam Định. Sau khi xây dựng gia đình, chị được chuyển về công tác tại trường trung học cơ sở Giao Thiện, huyện Giao Thủy, tỉnh Nam Định. Những năm tiếp theo, chị là giáo viên trường trung học cơ sở xã Giao Xuân, huyện Giao Thủy, tỉnh Nam Định. Sau một thời gian, chị học hàm thụ đại học và chị đã tốt nghiệp khoa sinh học trường Đại học Sư phạm Hà Nội 1. Trong suốt quá trình công tác gắn bó với sự nghiệp chồng người, chị luôn giữ phẩm chất người giáo viên mẫu mực, sống giản dị, chan hòa với mọi người, có tinh thần trách nhiệm cao trong công việc, tích cực học tập, nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ. Chị luôn hoàn thành xuất sắc những nhiệm vụ được giao. Chị được công nhận là giáo viên dạy giỏi cấp huyện và nhiều năm liền được Ủy ban Nhân dân huyện Giao Thủy tặng danh hiệu lao động tiên tiến. Những tưởng tương lai đang rộng mở chờ đón chị. Chị sẽ cùng chồng xây dựng một gia đình nhà giáo mẫu mực, hạnh phúc, cùng nuôi dạy các con khôn lớn trưởng thành, tiếp tục cùng với nhà trường đóng góp cho sự nghiệp chồng người trên quê hương thân yêu. Nhưng hỡi ơi, tai họa từ đâu ập đến? Khi chị chưa bước qua tuổi 31 thì chị phát hiện mình đã bị mắc một căn bệnh nan y hiểm nghèo. Không những bản thân chị mà chồng con và cả gia đình hai bên nội ngoại đều lo lắng và cầu nguyện cho chị. Tập thể nhà trường và các em học sinh biết được tin này mà ai cũng buồn, ai cũng thương cho một cô giáo trẻ. Vì ai cũng biết rằng một khi đã mắc căn bệnh này thì sẽ khó mà sống được lâu. Trong suốt quá trình điều trị, đặc biệt là 17 ngày điều trị tại Bệnh viện Bạch Mai Hà Nội, chị đã luôn kiên cường để chiến đấu với bệnh tật. Các y bác sĩ đã tận tình cứu chữa. Chị được chồng, anh chị em và bố mẹ hai bên hết lòng chăm sóc. Bạn bè đồng nghiệp và cộng đoàn giáo xứ luôn quan tâm, thăm hỏi, chia sẻ và động viên. Nhưng do căn bệnh quá hiểm nghèo,
chị đã không qua khỏi. Chị đã mãi mãi vĩnh biệt chồng con, gia đình, đồng nghiệp, cộng đoàn giáo xứ và nàng xóm quê hương. Chị đã về với Chúa vào hồi 9 giờ 15 phút. Ngày 20 tháng 11 năm 2019, chị Maria Đỗ Thị Hiền ra đi là một tổn thất vô cùng lớn lao, không gì có thể bù đắp được cho người bạn đời và cũng là đồng nghiệp thân thiết của chị. Các con thơ dại từ nay mất mẹ Hiền. Gia đình nội ngoại hai bên từ nay mất đi một thành viên mẫu mực, sống yêu thương và chan hòa. Cộng đoàn giáo xứ mất đi một tín hữu đạo đức tốt lành. Hội đồng sư phạm mất đi một thành viên, một đồng chí, đồng nghiệp, giỏi chuyên môn, sống gần gũi, chan hòa, có trách nhiệm. Các bậc phụ huynh và các em học sinh từ nay mất đi một cô giáo giỏi, bao dung, nhân hậu, nhiệt tình, tận tâm. Chị ra đi để lại cho mọi người một khoảng trống vắng khôn cùng, niềm đau đớn, tiếc thương vô hạn và luyến nhớ muôn đời.